khu phía bên trong có bảng đèn LED chạy cũng đỡ bị chạy lố. Quán này nằm gần với phở lệ, từ phở lệ chạy lên hướng quận 1, chừng 50m sẽ thấy ngay. Thức ăn được để sắp xếp trong tủ kính sạch sẽ và rất ngon. Có hai bên tủ, bên này các tấp bình món ngọt, chuối hấp, các loại bánh chuối hấp và xôi bắp. Tủ bên kia thì là bánh tằm, bì, gỏi cuốn, nước dừa, đậu xanh, ruốc và bánh bèo. Thau nước dừa hấp dẫn, hai vị bằng 3 cuốn gỏi, giá 12.000 trên một cuốn. Món này ngon dở, phụ thuộc vào nhiều nước chấm. Mắm nêm ở đây khá ngon, ở nơi đây bán khá sạch sẽ và các món đều ngon. À, cái này là bánh gì đây anh? Bánh ít chanh. Tất cả những món này là gia đình nhà mình tự làm. Đúng rồi. Wow. Ngày ngày gia đình. Ở trong là mình có cái nhân gì vậy? Bánh nếp giò.